Ok, chào cả nhà nhé. Ngọc ở số Hải Phòng xin chào anh em. Xin phép lên một video ngắn trò chuyện với toàn thể mọi người và tiện tặng cho anh em một vài món quà để lấy niềm vui. Đấy. Hôm nay rất bức xúc với một bác khách hàng ấy. Đúng mà thôi, làm kinh doanh bây giờ thì em cũng chưa gặp một trường hợp nào nó hết sức hài hước và buồn cười. Đấy, nó không có gì quá to tát nhưng mà khi nghĩ đi nghĩ lại rất là ức chế các bác nhé. Đấy, và tiện ức chế thì tôi tặng cho anh em một vài sản phẩm để cho mọi khách hàng của em được cái niềm vui. Sản phẩm thì nó không đáng giá trị bao nhiêu nhưng mà em cứ tặng cho anh em thôi. Anh em nào có nhu cầu thì cứ báo em. Đây có 6 món quà tặng em tặng cho mọi người các bạn nhé. Em cứ bình luận comment ở phần nội dung video ấy. Các bạn cho thông tin số điện thoại và địa chỉ. Đấy, thì các bạn lấy ví hay lấy là cái sản phẩm Deco của cái hãng bia cho thử quân cũ hồi xưa đấy anh em nhé. Đây là cái dòng bia Budweiser đây, bia Đức đây các bạn nhé. Thực ra đây là cái sạc dự phòng, bên trong nó có một viên pin anh em sạc và anh em sử dụng để sạc cho các thiết bị nho nhỏ, điện thoại tạm thời thôi, hoặc các cái đèn cắm cổng USB để anh em dùng đấy. Đồng thời cũng là vật trang trí để anh em trưng bày Deco anh em nhé. Thứ hai là cái ví. Nói chung là cái ví này thì với máy tính chưa qua sử dụng các bạn nhé. Đấy, là bực mình quá, là bức xúc quá, mang tặng cho mọi người để cho nó giải tỏa cái bức xúc của mình đi các bạn nhé. Sản phẩm ấy mình không bán là tặng. Đấy, anh em nào thích dòng nào thì mình ưu tiên cho anh em theo thứ tự. Anh em nào ưu tiên từ 1 đến 6 anh em nhé. Đấy, anh em có thể lấy ngay. Thì thường thường các bạn lấy sẽ mất chi phí ship trung bình tầm 30-35 nghìn. Thì anh em có thể kết hợp lấy cùng với sản phẩm khác đó các bạn nhé. Các bạn chụp ảnh gửi Zalo cho mình là chốt thì mình sẽ giữ lại. Khi các bạn lấy hàng thì đó mình sẽ ghép vào mình tặng cho anh em các bạn nhé. Thì cái nội dung video này là chỉ là tặng sản phẩm thôi đấy, các bạn nhé. Và cũng chia sẻ một số cái bức xúc mà bên em vừa mới gặp phải. Nói chung là làm trong khách hàng thì nó cái chuyện đấy hoàn toàn bình thường các bạn nhé. Không hôm nào cũng có thôi, bởi vì là mỗi người có một cái mỗi người có một cái cách mua hàng khác nhau, rồi mỗi người có một cái tính cách, có một cái góc thẩm mỹ khác nhau, nên là riêng bán cái hàng bãi này thì nó muôn hình muôn vẻ lắm các bạn nhé. Đấy, mình trải qua rất là nhiều, nhưng mà hôm nay đúng thề với anh em là hơn 10 năm làm kinh doanh thì hôm nay mình gặp một trường hợp nó thực sự là vừa buồn cười và cũng vừa bực mình. Thì câu chuyện nó đơn giản như này, thì vừa giới thiệu câu chuyện thì em cũng tựa lướt qua một số sản phẩm của bên em để cho mọi người vừa tham khảo và nghe câu chuyện của mình cho nó buồn chán các bạn nhé. Thì lôm na khoảng tầm 2-3 tháng trước các bạn nhé, 2-3 tháng trước thì bên mình cũng bán cho một anh ở trên Hà Nội một cái máy điều hòa cửa sổ các bạn nhé. Là dòng điều hòa chạy điện 100V các bạn nhé, để anh em dùng cho một số cái phòng nhỏ nhỏ khoảng 7-8-10m², hoặc là một số cái chỗ mà các bạn muốn nóng trực tiếp vào để các bạn sử dụng thay một cái quạt hơi nước anh em nhé. Thì anh em dùng, khách hàng dùng ok, không có vấn đề gì cả. Đấy, nhưng mà trong vòng hơn tầm gần chục ngày gần đây thì bác ấy nhắn tin cho em vẫn đi nhắn các bạn nhé. Nội dung anh ấy bị cắm nhầm điện, bị cháy phần vỉ nguồn, tức là cái vỉ nguồn vỉ khiển nó liền với nhau các bạn nhé. Cháy phần vỉ nguồn của trên cái vỉ nó to như quyển sách ấy. Thì em cũng báo cáo với anh ấy là anh gửi về cho em để cho em mang cho thợ xử lý. Thì anh vâng ok, anh gửi vỉ về cho em. Thì em cũng mang cái vỉ đi cho anh em xử lý đấy, để cho anh ấy, và cũng gửi lại cho bác ấy. Thì chi em lấy em thu cốt là 100.000. Tức là tiền phí vận chuyển các bạn nhé, phí vận chuyển đã mất 35.000 một đơn hàng rồi đấy. Và mình cộng tính thêm 65.000 nữa là cái tiền chi phí là mình mang cái vỉ đấy để gửi xe ôm lên cái chỗ sửa, bởi vì là mình có bên chuyên sửa cái sản phẩm này đấy, để họ sửa đấy. Và bên mình về thì không lấy thêm một tí công sửa, mình vẫn gọi hỗ trợ cho bác ấy, và mình chỉ lấy có 100.000 cái tiền là cái tiền phí ship. Em không nhớ lúc bác gửi về là có mất ship không, em không nhớ, nhưng lúc em gửi đi thì em giả ship là mất 35.000 bác nhé. Và cộng với cái tiền chi phí đi lại mang đến chỗ sửa và lấy về chỗ sửa thì em tính hai lần vào, hãy gọi thành 65.000 nữa, là thành em tính thành 100.000, là thu cốt 100.000 đấy. Là tức là bác ấy gửi về cho mang cái vỉ nguồn, bởi vì khi bị cái dòng điện 100V cắm điện thì thường thường nó bị phần là phần vỉ nguồn các bạn nhé. Đấy, có những con nó liên đới, vì một số cái dòng nồi cơm hay cái dòng điều hòa hay một số cái dòng thiết bị điện khác nó liên đới cả cái phần khiển nữa.
Đấy, thì bác mình cứ báo bác ấy về kiểm tra lại cái phần gửi phần bị của mình đã cho thợ làm, thì thợ đo đạc là điện rát ra rồi, quá rồi. Thế thì bác ấy nhận về. Đấy, bác nhận cái sản phẩm của bên em về rồi. Bác ấy cắm thì bác báo là cắm chạy một tí thì nháy đèn. Thì em bảo là cái bệnh nháy đèn đấy, thì anh Quang anh quay lại cái video cho em. Đấy, và quay video lại xem là anh đã cắm cái phần rắc xiếc đã chuẩn chưa. Vì thưa các bạn là các dòng điều hòa cửa sổ này, hút ẩm hay lọc khí này, mà khi các bạn cắm nhầm hoặc cắm không cắm hoặc cắm chưa chắc, một số cái hệ thống rắc như các bạn như là rắc cảm biến dàn lạnh này, cảm biến độ ẩm này, hay là cảm biến bụi biếc ấy, như lọc khí hút ẩm đây nhé. Đây ví dụ đây cảm biến dàn đấy, hoặc các bạn không cắm thì chạy một lúc nữa hoặc cảm biến ẩm đây. Đấy, các bạn không cắm cái rắc vào thì nhiều khi chạm lúc nó nháy đèn lên. Có những con có màn hiển thị như này nhá, thì nó sẽ hiển thị lỗi mã lỗi ở đây, ví dụ C1, C2, C3, C4 ví dụ thế, hát gì gì đấy. Còn có những con nó không có màn hiển thị thì sẽ nháy đèn chớp tất cả các đèn, nó báo là báo lỗi để anh em biết các bạn nhá. Thì mình vâng, thì cái vấn đề là anh bên này anh cắm nhầm điện, em về cho thợ sửa phần nguồn lên rồi. Đấy, thì anh Quang anh kiểm tra lại các phần rắc cho em. Vì nhiều khi là các bác như là vội vàng cắm nhầm em lên, nhiều khi hàng cắm nhầm nào chuyện hoàn toàn bình thường mọi người nhé, cắm nhầm rắc hoặc là lộn rắc sang nhau đấy, tí báo lỗi ngay. Riêng cái dòng hệ thống về vấn đề cảm biến là nó có chỉ số nên là khi lật chỉ số nó báo ngay. Thì em bảo bác thôi, anh cứ kiểm tra lại em cắm lại cho em đi, bởi vì là sợ cắm nhầm đấy. Thì tự nhiên bác ấy bảo anh không biết quay video thôi đấy. Xong rồi bác nhắn tin là anh gửi lại anh không tính đâu, thì em không hiểu bác nói là, thì alo lại thì thế này, bác ấy nói là anh sẽ gửi lại cho chú cái sản phẩm đấy, anh không dùng nữa, anh không cần nữa, anh gửi lại cho chú để chú giả tiền ship thôi. Tức là em cảm giác bác ấy dỗi sao, bác dỗi, bác không biết dùng, không biết quay video. Mà bác chạy gửi cho em, bác chỉ điện cho em báo thế thì gửi video cho em để em đoán bệnh cho, thì bác cũng không, bác không quay giờ, bác ấy cũng dỗi sẽ kiểu gì ấy, buồn cười lắm. Là coi như bác sẽ gửi lại cái điều hòa cửa sổ lại cho em đấy, và không lấy tiền lại các bạn nhé, chỉ mong là shop giả tiền ship cho bác thôi. Thì em bảo không, anh nghe cái đấy thì cái nào ra cái đấy, quan trọng bây giờ sản phẩm em bán cho bác, nếu nó lỗi rồi bên em thì bên em chắc chắn sẽ có bảo hành cho bác, và bên em sẽ không bao giờ phải thu phí gì của bác cả nhé. Đây còn nếu mà em bảo bác lăn tăn cái 100.000 em lấy cho bác, nhất là 100.000 ấy em cũng trả được đồng nào của bác cả. Đấy là tiền chi phí ship 35.000 tiền em gửi đi, và cái tiền em đi lại em cầm cái vỉ mạch em mang đi cho người ta và mang về 2 lần, em tính 100. Bình thường nếu mà sửa bác cứ mang các sản phẩm bác đi sửa, anh em thường cái dòng cắm nhầm điện sửa nhẹ nhẹ là 100.000, hay có nó lick 150, 200, 300 các bạn vẫn phải ok, thì em vẫn hỗ trợ nhiệt tình cho bác, là em không lấy tiền cái tiền chi phí sửa, em chỉ lấy tiền ship, là tiền ship đi ship về đi lại thôi các bác nhé. Đấy thì bác ấy hiện trạng về bác ấy điện vào rồi, tức là nguyên bản trước bác là bạn điện không vào vì do bị chấm điện vào rồi nhưng đang chạy lúc tôi nháy đèn, thì em muốn là bác ấy kiểm tra lại hệ thống cảm biến xem như nào, các bác hiểu ý mình nói chưa. Thì vì quên rắc hay nhầm rắc thì bác ấy lại báo là không tính đâu, rồi là chuyển lại cho em không thu một không lấy, tức là ý này coi như cho lại em cái sản phẩm đấy, chỉ cần em giải cái tiền ship nhận hàng của em thôi. Thì em bảo không anh ơi, cái nào ra cái đấy, quan điểm rõ ràng bên em không bao giờ tự nhiên lấy cái sản phẩm của anh về thì nó mang tiếng ra. Em bảo rằng nếu mà anh như thế thì anh có thể anh mang anh bán sắt vụn được bao nhiêu tiền, là tiền cũng giá trị của nó không có gì bằng không cả ấy, hoặc không thích thì anh mang cho hay cho. Thì bên shop em không bao giờ nhận cái kiểu hình thức như vậy bạn, anh em nó không thoải mái làm bên nhau rồi. Thì các bác cho em làm gì thôi, cho em để mang tiếng ra. Đấy. Đấy, em chia sẻ chuyện hoàn toàn có thật. Đúng là em chưa bao giờ gặp cái trường hợp nào như thế anh em nhé. Đấy, bên em cũng hỗ trợ rất nhiệt tình cho khách hàng. Thế nhưng mà đáp lại thì các bác cái tỏa thái độ nào có ý là không bao giờ muốn làm việc với bên em nữa thế nọ kia. Thì vài bác ấy cúp máy. Thì thôi xin phép mọi người là với khách hàng như vậy thì em cũng thể chiều được. Em bó tay luôn. Đấy, bên em cũng hỗ trợ như thế rồi. Đấy, câu chuyện thì em nói hoàn toàn 100%. Hỗ trợ cho bác khách hàng như thế. Nguyên nhân sản phẩm là do bác làm bị cấm nhầm điện, thì không phải bên em bị lỗi và nhá. Và bên em cũng lúc đầu câu chuyện rất hoàn toàn rất tình cảm, điện cho em một vâng anh gửi lại sản phẩm gửi này ví cho em sửa cho các bác, anh cũng ok
Thế xong em gửi xong cho bác nhận về thì tự nhiên bác ấy thái độ thế thì em cũng không hiểu. Tóm lại là em không bao giờ nghĩ nó lại trường hợp, nó lại ra một cái trường hợp nó lại lạ kỳ và hi hữu thế anh em nhé. Đấy, không biết là bác giận dỗi gì với ai hay là có uống bia uống rượu không, hay là bức xúc với chồng với con với vợ hay thêm mọi người đi nào. Đấy, bác nói em thế thì em bảo thôi bác, em cũng không để em nhận sản phẩm của bác làm gì cả các bác nhé. Đấy, quan điểm bên em bán thì rõ ràng cái nào đúng đúng sai sai, hỗ trợ được tối đa. Nhiều khi bên em cũng phải chấp nhận là chịu thiệt để hỗ trợ khách hàng. Đấy, nhưng mà đúng trường hợp này thì em cũng bó tay, sự tự đã bó tay. Em cũng không còn cách nào nữa thì xin phép là cho các bác vào danh sách blacklist thôi. Bởi vì là đến thế là hết cỡ rồi các bạn nhé. Bên em chỉ hỗ trợ vậy thôi các bạn. Đấy thì chuyện này thì hoàn toàn là chuyện không phải mình bịa ra này câu view cho mọi người đâu các bạn nhé. Hoàn toàn vừa mới xảy ra thời gian hơn 7 giờ ấy, thì bác ấy điện cho em, thế em cũng phản ánh vào nội dung bác kiểm tra, cuối cùng là bác ấy làm như thế. Thì em nên cũng không, tức là rất là không được thoải mái lắm. Ví dụ mình có sai lầm hay là vấn đề gì đấy thì nó còn đỡ bực mình, thế là mình hoàn toàn là hỗ trợ cho mọi người. Nhưng mà cuối cùng thì bác ấy làm thế làm em rất là buồn các bạn nhá. Đấy, bác thấy chưa, làm cái công việc chăm sóc khách hàng thì nó muôn hình muôn vẻ. Và em muốn nói thẳng với các bác, cũng nhân tiện cái video này thì cũng nói qua để các bác hiểu em hơn và hiểu cái shop em hơn. Bên em thì làm việc rất là rõ ràng đấy và nhanh gọn. Em rất thích những bác là làm việc nhanh gọn, kể cả bác không bớt em cũng vẫn bớt, và nhiều khi còn tặng quà cho anh em luôn chứ không cần phải bớt em nhá. Bớt giá tặng quà cho anh em đấy. Và cũng mong muốn thêm một cái chia sẻ nho nhỏ nữa đấy. Cô, các bác, các anh mà tầm trung trung tuổi, nếu hiện tại bây giờ đang muốn hay và sử hay mua hàng online thì các bác lên sử dụng các điện thoại, có chút là các điện thoại smartphone bây giờ nó rất rẻ, Android hay là iPhone đấy các bạn nhé, lên biết sử dụng Zalo. Bởi vì các bạn nên làm qua Zalo thì nó sẽ trực quan, các bạn có thể gửi ảnh video sản phẩm thực tế luôn cho mọi người xem thực tế. Và còn lăn tăn những cái sản phẩm, những cái chi tiết, những cái góc cạnh nào cần thì bên em sẽ quay chụp và giới thiệu chi tiết cho anh em. Bởi vì các bạn trẻ không sao, nhưng mà những cái bác trung trung tuổi thì em gặp rất là nhiều. Các bác cứ ôi rồi cháu cứ yên tâm, bác xem rồi cứ gửi đi, yên tâm là bác lấy. Thì thực ra đối với em thì tất cả các sản phẩm bên em bán thì đều cố gắng thu cọc, thu cốt, cọc cộng cốt, cọc thì chỉ 1-200 nghìn thôi, đưa hàng 2-3 triệu thì chỉ cọc 1-200 nghìn thôi. Và nhắc lại cái tiền cọc đấy thì bên mình cũng không phải là lấy tiền cọc để có bác, đấy là tiền ví dụ bác không nhận hàng hay bên đấy thì là cái tiền chi phí ship thôi các bạn nhá, nó chả đáng bao tiền. Thế nhưng mà nhiều khi các bác nhắc các bạn, các bác trung tuổi thôi, vì các bác không dùng điện thoại Zalo nên là nhiều khi cứ báo gửi đi, bác không tài khoản đâu, thế rồi thế nọ ai kia, cuối cùng người gửi đến thì em thêm bán nhiều. Thì em gặp rất nhiều, anh cũng chia sẻ là đến rồi nè, rõ ràng tối hôm trước chốt xong, sáng hôm sau cho xong tin gọi thì bác ấy không có tiền quá ạ. Thứ hai xong thì vợ bác ấy chưa cho mua, xong có lúc gửi đến nơi rồi thì bảo sao bác nhìn trông nó khác, nó lại không đúng thế này nọ kia. Rồi thì hàng lại sao mấy in China đấy, nhiều mua hàng mua đất cao đòi hàng mấy chơi ven đến đâu ra, ví dụ thế Minh China rồi là con bác không đồng ý là điện 100V nhà bác không dùng được đấy. Bác thấy nhiều cái lý do, đấy chỉ một trong muôn vài các lý do để mình muốn là mình nói ra để các bạn hiểu. Thuần cọc là cái nét văn hóa trong vấn đề mua hàng, chỉ ở Việt Nam mình có cọc, thế nước ngoài không có cọc coi nha, chỉ có chửi hết. Nhưng mà người ta cũng có chế tài chế pháp cho với số bán nó rất là nghiêm ngặt, nên là ai mà bán hàng không chuẩn thì gần như là bị disconnect ngay các bác nhé. Đấy, còn ở Việt Nam mình thì cái đấy nó chưa có, thì thôi cọc là chịu hoàn toàn được. Anh em đơn hàng 1-2-3 triệu em chỉ cọc 1-200 nghìn thôi. Thế và cũng rất là cảm ơn rất nhiều các khách hàng, mặc dù là chưa giao lưu bây giờ nhưng có thể sẵn sàng chuyển khoản 100% cho bên em, hoặc chỉ cần anh em vài câu chuyện câu trò thôi là các bác đã cọc cho 2-3 trình, không phải trình bày nhiều đấy. Và tâm lý những cái hàng họ làm rất chuẩn chỉnh như thế thì riêng đối với một shop uy tín, em không nói những shop khác, shop nào làm uy tín mà nó có tâm thì người ta rất trân trọng và không bao giờ người ta lôm nhôm mà lộ cộ trong vấn đề hàng hóa, các bác yên tâm đấy. Bởi vì là mình làm một lần sai bất tín thì người ta gọi lần bất tin các bạn nhé. Nên là bên em cái bên nào cũng thôi, tại thời điểm này thời điểm 4.0 thời điểm là rất là lại cái
thông tin rất là nó lan truyền và rất nhanh, ai cũng chỉ muốn làm chăm sóc tốt để khách hàng mình lâu dài và mở rộng vấn đề kinh doanh ra. Em không nói các khách hàng những cái gọi thành phần đi lợi dụng mượn ảnh mượn video rồi làm chộp giật để ăn cọc, cái đấy em nói, em chỉ nói chung những khách hàng mà người ta, những shop bán hàng có lương tâm thì không ai mong muốn như thế cả các bạn nhé, đều muốn chăm sóc cho các khách hàng đấy. Chứ còn bây giờ bên em ăn cọc của các bác 100-200 nghìn cũng chả giàu sang gì, nhưng mà mất đi cái uy tín, mất đi cái thương hiệu của mình thì nó chả đáng bao nhiêu cả các bạn nhé. Mình xây dựng ra một cái hệ khách hàng rất là nhiều, bây giờ mình không thể vì vài cái lý do ấy mà mình mất được các bạn nhé. Thì cũng chia sẻ lại thế cho các bác để các bác hình dung ra vấn đề đấy. Đặc biệt các bác trung tuổi thì nếu không biết dùng Zalo thì hãy để con cái trong gia đình đấy, để có Zalo kết nối thì em sẽ có hình ảnh video sản phẩm. Và nhiều khi có những em bán cho một bác cả nhà phải tập trung vào check hộ, hỏi hộ, chốt hộ, nhưng rất là vui. Nhưng mà hàng đến rất là ok, cảm ơn shop là hàng rất đẹp. Đấy là những cái rất niềm vui cho mình. Ok nhé. Quay lại với vấn đề quà tặng đây, lại nhắc lại một tí. Câu chuyện hơi liên man mà tí thì cũng hơi gấp khúc một chút, một số anh em thông cảm. Đây, 6 phần quà tặng free miễn phí theo thứ tự bình luận trên phần video anh em nhé, từ 4 đến 6 ai bình luận trước nội dung thông tin cho em ra. Số địa chỉ thì em sẽ chốt chụp ảnh lại và khi nào em làm một gửi trực tiếp hoặc là gửi kèm các sản phẩm khác cho các bác. Đấy. Và cái câu chuyện này thì thôi kết thúc ở đây. Đấy, thì là câu chuyện thực tế mà nó xảy ra đối với em. Thì em cũng báo cáo là em cho khách hàng vào phần blacklist luôn. Chỉ vì em cũng không thể có cách nào khác để thỏa mãn và chiều được các bác nữa. Đấy, ok nhé. Số điện thoại em vẫn không thay đổi 0979 665 264. Chào anh em ở những video sau nhé. Ok, bye bye.